Thưa quý vị, trong những tuần cuối cùng của năm 2023, nhiều trang báo lớn trên thế giới đã tập trung viết về Việt Nam như một ví dụ thành công về đường lối đối ngoại giao và phát triển kinh tế. Năm 2023, Việt Nam thu hút sự quan tâm của thế giới bởi sự xuất hiện của nguyên thủ các nước lớn đến Việt Nam và những mối quan hệ được nâng cấp toàn diện. Các báo đặt câu hỏi, vì sao ai cũng muốn thành bạn của Việt Nam? Các quốc gia đều tiếp cận Việt Nam, tại sao chính sách ngoại giao cây tre thành công? 2023 là một năm được mùa của ngoại giao Việt Nam. Sự linh hoạt trong tư duy và đường lối ngoại giao của Việt Nam thời gian qua đã phát huy hiệu quả và gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ dưới góc nhìn quốc tế. Nhật báo The Wall Street Journal đăng bài với tiêu đề Vì sao ai cũng muốn thành bạn của Việt Nam? Với nhận định, Việt Nam đang ngày càng được quan tâm và trở thành trung tâm chú ý từ các cường quốc lớn nhất toàn cầu. Hãng tin Sputnik của Nga thì cho rằng với sự khéo léo trong đường lối đối ngoại, đặc biệt là thành công của nền ngoại giao cây tre, dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế, uy tín và tiếng nói trên vũ đài chính trị thế giới. Trang tin Bloomberg và nhiều trang tin như Japan Times, Economic Times đã đăng tải và trích dẫn bài phân tích các quốc gia đều tiếp cận Việt Nam, tại sao chính sách ngoại giao cây tre thành công. Tác giả bài báo đã phân tích về đường lối ngoại giao cân bằng quan hệ với các nước lớn của Việt Nam. Trạng thái cân bằng này được thế giới biết đến là chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam hay kinh nghiệm của Việt Nam trong việc cân bằng các lợi ích cạnh tranh địa chính trị trong 3 thập kỷ qua. Mục đích trọng tâm là tránh xa xung đột và thúc đẩy hòa bình. Việt Nam đã hình thành một mạng lưới quan hệ chiến lược và khéo léo với cả các cường quốc lớn và nhỏ, cho phép Việt Nam cân bằng không chỉ lợi ích của Mỹ và Trung Quốc mà còn với Nga. Tôi nghĩ xét cả về phương diện song phương và đa phương, chính sách đối ngoại của Việt Nam đã rất thành công trong năm 2023. Việt Nam đã rất thành công trong việc thực hiện ngoại giao cây tre với sự linh hoạt và cân bằng quan hệ đối tác với các siêu cường trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, Hoa Kỳ. Tôi nghĩ nhiều nước muốn học tập thành công đó, nhưng điều này không phải là dễ dàng. Theo tác giả bài viết trên tờ Bloomberg, hoàn toàn hiểu được tại sao Việt Nam được cả Mỹ và Trung Quốc chú ý. Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực. Tăng trưởng của quốc gia Đông Nam Á này sẽ đạt 5% trong năm 2023, cao hơn hẳn so với nhiều nước khác. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 14,7% tính đến hết tháng 10 năm 2023. Một trong những lý do khiến thế giới quan tâm tới Việt Nam chính là sự năng động về kinh tế. Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và kinh tế là một điểm sáng của Việt Nam trong những năm gần đây. Điểm mạnh nhất của Việt Nam trong thời gian gần đây là sự chủ động của chính phủ trong việc tiếp cận với các đối tác thương mại. Bài báo cũng phân tích về thế mạnh của đường lối ngoại giao đa phương của Việt Nam. Việt Nam nên kiên trì lập trường lâu dài, không liên kết và hành động vì lợi ích tốt nhất của mình. Chính sách đối ngoại đa cực này sẽ đảm bảo Việt Nam có quyền tự quyết định. Việt Nam cũng có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để đưa hai cường quốc này đến gần nhau hơn và giải quyết các vấn đề có tầm quan trọng toàn cầu như biến đổi khí hậu, đại dịch trong tương lai. Nhiều nước đã thể hiện sự kính trọng và đôi khi còn ghen tị với sự thành công của chính sách ngoại giao cây tre của chính phủ Việt Nam trong 5 đến 10 năm qua. Thông qua chính sách này, Việt Nam đã có thể phát triển quan hệ với các cường quốc trên thế giới. Nhờ mối quan hệ thương mại rất thành công giữa Việt Nam và các đối tác quan trọng, nhiều quốc gia muốn hợp tác với Việt Nam và thực sự coi trọng Việt Nam. Theo đánh giá của Brand Finance, trong chỉ số quyền lực mềm toàn cầu, Việt Nam đã tăng 4,4 điểm trong chỉ số quyền lực mềm từ 33,3 điểm năm 2022 lên 37,8 điểm năm 2023, phát huy tương đối tốt mọi khía cạnh của quyền lực mềm. Chính sách thân thiện với tất cả các quốc gia và không trở thành kẻ thù của ai thực sự đang định vị Việt Nam là một cứ điểm sản xuất của thế giới, giúp tăng giá trị thương hiệu và cả vị thế của mình. Việt Nam được coi là quốc gia để đầu tư, để mua sản phẩm và là điểm đến du lịch hấp dẫn. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023 là 498 tỷ đô la Mỹ. Nếu xét trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2022, thương hiệu quốc gia đã tăng 74% giá trị. Vì vậy, Việt Nam có mức tăng trưởng giá trị mạnh nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong bảng xếp hạng top 100 thương hiệu quốc gia của chúng tôi. Đó là một kết quả ấn tượng. Kết bài báo của Bloomberg, Việt Nam nên tiếp tục áp dụng chính sách ngoại giao thương mại và ngoại giao cây tre trong bối cảnh tình hình địa chính trị trở nên phức tạp và các cường quốc đang cạnh tranh ảnh hưởng và đầu tư. Hợp tác thay vì xung đột là một phần quan trọng trong chính sách của Việt Nam, giúp Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ.
Tác giả bài viết kết luận các nước khác sẽ khôn ngoan nếu học theo tấm gương của Việt Nam. Sự quan tâm về Việt Nam cũng được thể hiện trong những bài báo phân tích về các chuyến thăm song phương quan trọng dịp cuối năm. Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã được báo chí quốc tế nhận định như mảnh ghép quan trọng hoàn thiện bức tranh ngoại giao, phát triển hợp tác kinh tế thành công của Việt Nam năm 2023. Sự tin cậy chính trị giữa hai nước ở mức cao cùng việc nâng cấp quan hệ chiến lược toàn diện có thể là khởi đầu cho một làn sóng đầu tư mới của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam. Báo cáo Việt Nam at a Glance mới đây của HSBC nhận định mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản là một mối quan hệ chính yếu có tầm quan trọng đối với tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam trên nhiều phương diện. Mối quan hệ này vững như bàn thạch, đặc biệt khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Theo Nikkei, quan hệ kinh tế đặc biệt phát triển mạnh mẽ khi ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam. Quan hệ kinh tế thương mại là trụ cột phát triển nhanh mạnh và là động lực thúc đẩy quan hệ nói chung giữa Việt Nam và Nhật Bản. Với cái việc nâng cấp mối quan hệ gần đây thì nhà đầu tư nước ngoài giờ đây sẽ có nhiều điều kiện để tiếp cận gần hơn với những cơ hội mới, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, ví dụ như là chất bán dẫn, công nghệ thông tin, cũng như những cái cơ hội trong lĩnh vực bán lẻ và dịch tài chính. Trong khi đó, The Investor cho biết Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế. Cụ thể, hai bên đã ký hơn 30 văn kiện hợp tác trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây có thể là khởi đầu cho làn sóng đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực mới tại Việt Nam trong thời gian tới. Theo khảo sát thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài năm tài chính 2023 tại Việt Nam được công bố gần đây của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JETRO, 56,7% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho biết sẽ mở rộng đầu tư tại đây. Con số này cao hơn mức trung bình tại ASEAN là 9%. Các lĩnh vực liên quan đến khí hóa lỏng LNG, năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối, điện gió ngoài khơi, bán dẫn, sản xuất pin thế hệ mới và thiết bị y tế đang là những lĩnh vực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản. Các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục khẳng định về sức hút của môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Sản phẩm của công ty chúng tôi là thiết bị y tế, nên yếu tố chất lượng cao phải được đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo chất lượng, cần sự khéo léo và nguồn nhân lực dồi dào, có tay nghề của Việt Nam đã đáp ứng tốt các tiêu chí đó của chúng tôi. Việt Nam đáp ứng hầu hết các yêu cầu về sản xuất của chúng tôi. Ví dụ như linh kiện cửa máy bay Boeing 777 có tới 6.300 chi tiết. Chỉ cần sai một chi tiết thôi cũng ảnh hưởng lớn tới an toàn. Với nguồn lực ở Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn đảm bảo được chất lượng sản phẩm, thời hạn giao hàng và nhận được đánh giá cao từ phía khách hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng sản xuất với trọng tâm là Đông Nam Á và cụ thể là Việt Nam. Bên cạnh đó, theo khảo sát của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, lần đầu tiên Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai trong số các quốc gia hứa hẹn nhất để mở rộng kinh doanh trong khoảng 3 năm tới, cho thấy sức hấp dẫn và triển vọng của Việt Nam đối với các nhà đầu tư Nhật Bản. Vâng, năm 2023 đang dần khép lại và 2024 được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới, kiên cường, tích cực và đầy chủ động. Đó là những từ mà nhiều tổ chức quốc tế sử dụng khi nhìn lại tình hình kinh tế của Việt Nam sau một năm với nhiều biến động lớn, phức tạp và khó lường trên thế giới. Các tổ chức nhận định Việt Nam đã có những quyến sách đúng đắn trong công tác điều hành và ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như tích cực đóng góp, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trang tin Newsday FA đăng bài viết Kiên cường, từ mô tả đúng nhất về nền kinh tế Việt Nam năm 2023. Theo chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank tại Việt Nam, Andrea Coppola, nếu được chọn một từ để mô tả kinh tế Việt Nam trong năm 2023, ông sẽ chọn từ kiên cường. Năm 2023, suy thoái kinh tế thế giới đã tạo một cú sốc với nền kinh tế mở của Việt Nam, nhưng Việt Nam vẫn duy trì một tỷ lệ tăng trưởng đáng mơ ước với nhiều quốc gia khác. Việt Nam thu hút sự quan tâm của thế giới, đã có nhiều bài báo về những thành công và triển vọng của kinh tế Việt Nam. Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài nhờ sự ổn định chính trị, kinh tế xã hội và khả năng hội nhập với kinh tế thế giới. Trong báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương gần nhất, Ngân hàng Thế giới cho biết giai đoạn cuối năm 2023, kinh tế Việt Nam phát đi tín hiệu phục hồi rõ rệt. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi nhu cầu bên ngoài đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam dần phục hồi.
giải ngân đầu tư công tăng đáng kể so với năm 2022 và tiêu dùng tư nhân vẫn phục hồi tốt. Đó là một sự tăng trưởng kiên cường, nhưng Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn trước. 2024, chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt hơn năm nay một chút, nhưng tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để xem xét những động lực tăng trưởng của nền kinh tế, chẳng hạn như chất lượng của FDI, những công ty họ mang lại tri thức và công nghệ gì tới Việt Nam, có thể cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận của đường xá và hạ tầng cảng biển, cải thiện dịch vụ hậu cần, sẽ tác động đến tăng trưởng trong cả ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần đảm bảo đạt được các cam kết xanh. Đây là những trụ cột tăng trưởng thực sự quan trọng, có thể quyết định tốc độ phát triển của Việt Nam trong tương lai. Trang digitalnewsasia.com Malaysia trích dẫn kết quả nghiên cứu của hãng tư vấn Oxford Economics nhận định Việt Nam sẽ tăng trưởng nhẹ trong năm 2024, nhưng triển vọng trung hạn tươi sáng. Theo trang Vietnam Briefing, năm 2023 là một năm đầy biến động đối với Việt Nam. Các công ty nội địa ở một số lĩnh vực đã ngừng hoạt động do gặp khó khăn việc tiếp cận vốn, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vẫn tiếp tục khởi sắc với vô số dự án đạt kỷ lục về vốn đầu tư. Bất chấp những cái yếu tố bất lợi kể trên, thì kinh tế Việt Nam đã cho thấy những cái dấu hiệu phục hồi tương đối đáng kể, bắt đầu với cái mức tăng trưởng GDP khoảng 5,3% trong quý 3. Ngoài ra thì số liệu FDI của Việt Nam trong năm nay vẫn tương đối tích cực. Tháng 11 vừa rồi thì cũng đánh dấu là tháng thứ 3 liên tiếp mà Việt Nam chứng kiến xuất khẩu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh sản xuất thì nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng tiếp tục là trụ cột vững chắc cho tăng trưởng của Việt Nam trong những năm gần đây. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng Việt Nam trong năm 2024 duy trì ở mức 6%. Năm 2024 sẽ là một khởi đầu mới. Dự đoán này dựa trên kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế ở một số đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam và chính sách nới lỏng tiền tệ ở một số quốc gia, cũng như lạm phát kỳ vọng sẽ thấp hơn trong năm sau. Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2024 cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc tiêu dùng và nhu cầu trong nước được thúc đẩy như thế nào thông qua việc thúc đẩy đầu tư công, nới lỏng chính sách tiền tệ để duy trì thanh khoản trong hệ thống. Các hoạt động xuất khẩu cũng có thể được cân bằng mức tiêu thụ nội địa mạnh mẽ. Trích dẫn báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Tân Hoa Xã cho biết, chính quyền Việt Nam cần kéo dài các biện pháp thúc đẩy kinh tế đến năm 2024 để đảm bảo hiệu quả kế hoạch đầu tư và hỗ trợ tổng cầu của nền kinh tế. Trong bối cảnh nền kinh tế đạt được những kết quả tốt, một trong những điểm đáng chú ý về kinh tế Việt Nam được báo chí quốc tế chú ý cuối năm là mặt bằng lãi suất ổn định nhờ những điều hành của Ngân hàng Nhà nước kể từ đầu năm. Trong thời gian qua, các ngân hàng thương mại, bao gồm cả những ngân hàng quốc doanh, vẫn tiếp tục giảm lãi suất huy động. Đây được đánh giá là một tín hiệu tích cực của nền kinh tế và sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa giúp hạ nhiệt lãi suất cho vay, hỗ trợ cho phục hồi và phát triển kinh tế. Trích dẫn nhiều số liệu cụ thể, trang tin tức The Star của Malaysia cho biết 4 ngân hàng lớn nhất của Việt Nam tiếp tục cắt giảm mạnh lãi suất tiền gửi. Tôi cho rằng đây là tín hiệu cho thấy ngành ngân hàng đang lạc quan trở lại sau một thời gian biến động do thiếu hụt thanh khoản. Thêm vào đó, ngành ngân hàng cũng đang phải đối mặt với gia tăng cạnh tranh do sự xuất hiện của những nhà cung cấp dịch vụ tài chính mới. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải đưa ra nhiều gói vay hấp dẫn cho cả người dân và doanh nghiệp. Việc giảm lãi suất huy động, từ đó giúp hạ lãi suất cho vay là một chìa khóa để tăng sức cạnh tranh. Việc hạ lãi suất huy động sẽ có tác động tích cực bởi nó sẽ giúp giảm lãi suất cho vay và từ đó doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để đầu tư vào các dự án mới, thuê thêm nhân công và kích thích sự phát triển của tổng thể nền kinh tế. Mặc dù lãi suất huy động đã giảm đáng kể, lãi suất cho vay được cho là vẫn còn ở mức cao đối với các doanh nghiệp. Do vậy, tính đến giữa tháng 12, tăng trưởng tín dụng của Việt Nam mới đạt 9,87%, cách xa mục tiêu 14% năm 2023. Việc hạ lãi suất tiền gửi được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt hơn nữa lãi suất cho vay trong thời gian tới. The Star của Malaysia và Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho rằng điều này sẽ là một trong những động lực chính hỗ trợ cho thị trường chứng khoán trong năm 2024. Tuy nhiên, theo Sputnik, Ngân hàng Nhà nước sẽ khó hạ lãi suất điều hành trong thời gian tới bởi các ràng buộc như các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao, lãi suất huy động ngắn hạn đã xấp xỉ bằng với lạm phát lõi, cam kết ổn định tỷ giá và dòng vốn ngoại. Tại báo cáo kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi công bố mới đây,
ngân hàng UOB của Singapore đã rút lại dự báo lãi suất tái cấp vốn sẽ cắt giảm thêm 100 điểm cơ bản và cho rằng ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ duy trì ở mức lãi suất hiện tại là 4,5%. Tôi cho rằng mức lãi suất huy động sẽ không giảm thêm nhiều, bởi mặt bằng lãi suất đã được duy trì khá ổn định và lạm phát đã được kiểm soát ở mức thấp. Lãi suất huy động đã giảm dần trong năm 2023 và chúng tôi kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ giảm trong năm 2024 để hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế. Lãi suất huy động trong giai đoạn 2024 có thể điều chỉnh từ 0.3 đến 0.5% thôi, tức là nó vẫn giữ ở cái mức ổn định và gọi là lành mạnh cho nền kinh tế. Lãi suất cho vay chúng tôi kỳ vọng là vẫn có thể giảm thêm từ 1% nữa, ít nhất 1% nữa trong vòng 6 tháng tới để mà đưa cái mặt bằng lãi suất về cái mức lành mạnh hơn cho cái sự phục hồi của kinh tế. Năm 2023, một năm với nhiều biến động trên toàn cầu, sắp khép lại, những chính sách ngoại giao hiệu quả, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế với nhiều đối tác lớn, song hành với những điều hành nền kinh tế linh hoạt của chính phủ, được cho rằng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trong thời gian tới và cũng là cơ sở để kỳ vọng rằng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục kiên cường và tăng trưởng tốt hơn trong năm 2024.